Đất mặt tiền 18D vị trí cực kỳ đẹp. Dạ, nhà đất Bình Tân xin kính chào quý khách. Hiện tại bên em đang di chuyển từ khu vực Lê Văn Quế xuống ngã ba Mã Lò. Và bên em sẽ rẽ vào con đường Mã Lò về hướng tay phải, mình đi ra khu Tân Kỳ Tân Quý để tham quan một đường 18B. Cái con đường 18B này là nó cắt từ Gò Xoài qua Mã Lò chạy thẳng ra quốc lộ 1A. Nó nằm ở giữa đoạn Mã Lò Tân Kỳ Tân Quý. Hôm nay bên em giới thiệu đến quý khách hai lô đất mặt tiền đường 18B. Đất thổ cư, vị trí rất là đẹp luôn, ngang 4 và 15m, giá 6 tỷ rưỡi một lô còn thương lượng. Sổ hồng riêng đầy đủ, thổ cư hết rồi. Và ngân hàng hỗ trợ mình vay 80% giá trị căn nhà. Và bây giờ thì bên em sẽ rẽ vào cái tuyến đường 18B để mình cùng tham quan cái lô đất mặt tiền của tuyến đường 18B này nhé. Vị trí lô đất rất là đẹp luôn. Nó cách ngã ba Mã Lò Lê Văn Quế khoảng 600m. Và nó cách tỉnh lộ 10 Tên Lửa thì tầm khoảng 1,2 km. Mình đi ra 4 xã khoảng 1,5 km. Và đi ra Đầm Sen khoảng tầm trên 2,5 km. Ở đây quý khách đi ra bến xe miền Tây khoảng tầm 18 phút thôi. Và mình đi ra khu vực Aon Tân Phú thì khoảng tầm 7 đến 8 phút đổ lại. Vị trí lô đất rất là đẹp. Và cái con đường 18B này là nó nối từ khu vực Gò Xoài Lê Văn Quế chạy thẳng ra quốc lộ 1A luôn. Nó là tuyến đường nhựa 12m, mình có vỉa hè hai bên. Ở đây quý khách có thể buôn bán kinh doanh rất là nhiều mặt hàng theo mong muốn của mình. Dạ, bây giờ thì bên em đã tới cái vị trí lô đất của mình rồi. Vị trí lô đất của mình rất là đẹp. Với cái diện tích ngang 4 15m, sổ hồng riêng đầy đủ. Mình có hai lô mặt tiền đường 18B với giá là 6 tỷ rưỡi một lô. Ngân hàng hỗ trợ mình vay 80% giá trị lô đất này. Quý khách tham quan lô đất này thì vui lòng kết nối với nhà đất Bình Tân số hotline để trên màn hình để mình đi tham quan trực tiếp và làm việc với chính chủ nhé. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này. Nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những cái căn nhà mặt tiền cũng như những cái lô đất mặt tiền mà bên em sẽ cung cấp trên kênh YouTube. Cảm ơn quý khách rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những cái video lần sau. Trời năm.